Nhiều người tham gia giao thông khi bị lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra thì đưa ra hàng loạt lý do. Thậm chí, có trường hợp còn lợi dụng sự sơ hở của tổ công tác lấy xe bỏ chạy hay cố tình trêu đùa lực lượng làm nhiệm vụ. Đó là những gì mà chúng tôi ghi nhận khi theo chân tổ công tác ra quân xử lý các nhóm thanh thiếu niên phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng trên một số tuyến đường ở thành phố Hưng Yên vào tối qua. Đúng 19 giờ 30, hơn 100 cán bộ chiến sĩ của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh và công an thành phố Hưng Yên ra quân làm nhiệm vụ trên các tuyến phố. Lực lượng được bố trí gồm cả cảnh sát giao thông hóa trang. Tổ 3 tiếp nhận thông tin báo cáo ngay có một đối tượng đang lạng lách không mũ chạy về khu vực quảng trường. Các đồng chí triển khai theo phương án. Tổ 1 của công an thành phố chú ý có đối tượng đang chạy về quảng trường. Sau 15 phút cắm chốt trên đường Nguyễn Văn Linh, hàng chục thanh thiếu niên từ 15 đến 20 tuổi đã bị lực lượng chức năng lập biên bản. Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm phóng nhanh, lạng lách, người điều khiển không đội mũ bảo hiểm, xe không có giấy tờ. Còn đây là trường hợp bị tổ công tác phát hiện khi điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm và đã sử dụng rượu bia. Tuy nhiên, lợi dụng sự sơ hở, trường hợp này lấy xe bỏ chạy. Em ở cư chính. Thằng nào cũng biết là thiếu đâu. Vấn đề là nó cũng là vui. Bây giờ nó khó nhỉ. Bạn bè mà có kiểm soát. Trường hợp này báo cáo đồng chí là đang lập biên bản thì nẻn ra ngoài lên xe không mất. Đồng chí nhờ công an Tiên Nữ để tôi chụp lại cái Zalo để đồng chí xác minh triệu tập ạ. Có nhiều trường hợp vi phạm chưa đến tuổi điều khiển phương tiện nhưng vẫn phóng nhanh, lạng lách, đánh võng trên đường. Thậm chí còn cố tình trêu chọc lực lượng làm nhiệm vụ. Đổ xe à? Dạ, em mua thì theo kết cấu như thế rồi. Kết cấu như thế. Biết này là sai quy định là vi phạm an toàn thông chưa? Dạ, em biết rồi. Biển số đâu? Dạ, biển số cháu bị tung cái áp biển đi ạ. Ừ. Tung từ bao giờ? Cháu tung lâu rồi. Ừ, lâu sao không lắp vào? Cháu chưa có tiền mua. Thoảng cháu mới đi lượn thôi chứ không phải cháu đi nhiều. Đâu? Cứ cháu không để nhà cháu cầm túi cháu gì có gì điện đâu. Thoại không cầm gì à? Điện thoại kia cầm rồi. Không chỉ xử lý vi phạm về phóng nhanh vượt ẩu đối với thanh thiếu niên, lực lượng cảnh sát giao thông còn tăng cường kiểm tra về nồng độ cồn đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy. Loạng choạng, mất phương hướng, mùi rượu nồng nặc. Người đàn ông này khi bị lực lượng chức năng dừng xe kiểm tra thì mới hoảng hồn và có phần tỉnh rượu. Tôi biết là vi phạm, và đây thì gia đình đã dặn rồi và đi phải hết sức an toàn. Và tôi cho rằng là bây giờ về đến đây tôi mới thấy là an toàn thực sự. Bên cạnh đó, một số trường hợp khi bị kiểm tra nồng độ cồn lại có hành vi chống đối lực lượng chức năng. Các bạn tắt máy đi nhá. Được rồi, đang làm gì đây? Em chấp hành đi. Chấp hành đi. Tắt máy điện thoại đi. Kiểm tra nồng độ cồn đi. Mình lại chấp hành kiểm tra nồng độ cồn đi. Trong buổi tối ngày 1 tháng 5, lực lượng cảnh sát giao thông lập biên bản 27 trường hợp vi phạm, xử phạt gần 72 triệu đồng, tạm giữ 15 phương tiện, tước 6 giấy phép lái xe. Trong đó có 9 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, 15 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 4 trường hợp giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện. Chúng tôi xác định cái vấn đề an ninh an toàn của người dân khi tham gia giao thông đấy là trọng trách chính của lực lượng cảnh sát giao thông. Do vậy, chúng tôi sẽ thường xuyên triển khai cái phương án giải pháp và cái phương án phòng chống đua xe lạng lách đánh võng trên địa bàn thành phố Nghiên cũng như trên địa bàn tỉnh Nghiên trong thời gian tiếp theo. Công an thành phố sẽ giao cho các lực lượng chức năng tổ chức tuần tra lưu động trên các tuyến đường và xác định những cái tuyến trọng điểm. Sau đó, các lực lượng điều tra sẽ phối hợp để xác định các hành vi nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật sẽ xử lý một cách cương quyết. Thời gian tới, công an tỉnh và công an các địa phương tiếp tục tăng cường thêm nhiều tổ công tác đặc biệt để kiểm tra và xử lý những vi phạm tương tự. Đặc biệt, các tổ công tác sẽ duy trì yếu tố bất ngờ về thời gian, địa điểm cắm chốt.